Vì sao? Tác giả Xuân Diệu. Bữa trước riêng hai dưới nắng đào, nhìn tôi cô muốn hỏi vì sao. Khi tôi đến kiếm trên môi đẹp một thoáng cười yêu thỏa khát khao. Vì sao sắp mặt buổi đầu tiên, tôi đã đầy thân giữa xứ phiền, không thể vô tình qua trước cửa, biết giặc gặp gỡ đã vô duyên. Ai đem phân chất một mùi hương, hay bạn cầm ca tôi chỉ thương, chỉ lặng chuồi theo dòng cảm xúc, như thuyền ngư phủ lạc trong sương. Làm sao cắt nghĩa được chữ yêu, có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Gió chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Cô hãy là nơi mấy khóm dừa, dầm chân trong nước đứng say sưa, để tôi là kẻ qua sa mạc, tạm lánh hè gay thế cũng vừa. Rồi một ngày mai tôi sẽ đi, vì sao ai nỡ bỏ làm chi. Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá, chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì.